Xin chào mọi người, hôm nay mình dạo một vòng hồ núi đá và chia sẻ hình ảnh mới nhất nơi đây cho mọi người xem. Hồ núi đá hay còn gọi là hồ mây núi nằm dưới chân núi Heo, một trong ba ngọn núi thuộc quần thể núi Bà Đen, Tây Ninh. Hồ núi đá là một địa điểm du lịch dã ngoại khá nổi tiếng ở Tây Ninh thuộc xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh. Hồ nằm gần thung lũng Ma Thiên Lãnh, một địa điểm dã ngoại khác cũng khá nổi tiếng ở Tây Ninh. Mình sẽ chạy một vòng theo bản chỉ dẫn để vào hồ và quay quang cảnh dọc bờ hồ cho mọi người xem. Mời mọi người xem video nhé!